Xin chào cả nhà. Xin chào nhé. Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì Ước đang có mặt tại nhà em Báo. Chào hai anh em nhá. Báo đi đâu rồi nhỉ? Báo đi sửa điện nhỉ. À, lại mất điện à? Đấy, thì hôm trước thì ở trong thôn cũng có nhiều công việc nên là em Báo chưa thể làm bằng cái mái hiên này được. Lại em cũng đang bận vun ngô nhỉ. Vâng. Nhà Dư vun ngô xong chưa? Xong rồi. Sao tự dưng lại mất điện nhỉ? Không biết được, hôm nay nó sửa cái gì. Chưa cắt được đâu phải không? Chưa. Chào anh Giàng nhá. Có điện chưa Báo? Có điện chưa? Sao tự dưng hôm nay mất điện nhỉ? À, không, họ đã sửa. Giờ nó sửa đây đâu. Sửa dưới này à? Làm mái hiên à? Làm mái đây này anh Giàng này, làm đây này. Làm bên này để sau này em Báo em bảo là muốn để củi với lại phơi quần áo ở bên này. Thì không để nhà bếp nữa nó khói ấy. Làm chỗ này cho sạch luôn. Sáng hồi cho Báo một tí. Vâng, cảm ơn anh nhá. Có gì đâu. Có điện rồi. Vừa có. Lai mà. Trên này là không sử dụng được máy hàn nhỉ, Báo nhỉ? Yếu. Điện yếu quá không hàn được. Này lo chưa? Đây em lấy cái này vào. Vâng. Thì lợi. Nhà có rau xanh, ăn rau xanh được rồi, còn mua hết đầu này lên nữa. Cảm ơn anh nhá. Ừ. Tí nữa nấu nhá. Cứ để vào trong đi. Vâng. Tí cho một người nấu. Một cái đầu lợn này lên ăn nữa. Đầu lợn đen đấy. Hay đủ ăn chưa? Được rồi. Em nhờ mấy người? 4-5 người thì đủ rồi. 4-5 người thôi chứ. Thế thoải mái mà. Tí nữa xương thì mình nấu canh. Vâng. Cho rau xanh vào. Vâng. Một cột để sát đây luôn này. Đó. Cái cột kia nó mé ngoài, cái này phải đào mé ngoài. Xin chào Thắng nhé. Lời giúp nhà anh Lửa. Vâng. Hôm nay là ngày đẹp đấy nhờ. Anh Lửa cũng dỡ nhà. Anh Thắng nó ở trên nhà anh Lửa đây. Hôm nay nhà em Báo cũng làm cái mái hiên này. Đấy, Trần đang đi lên lá chuối. Dư cái này là bắn vít vào tường à? Vâng. Có máy hàn thì phải làm thế này thôi. Có máy hàn thì nhanh hơn. Không có bắt buộc phải khoan bắn vít. Cái sắt này tí. Em Dư đang khoan thì máy khoan lại hỏng.
hết chổi than nhỉ? Vâng. Hết chổi than là không khoan được đấy. Hết đi mượn được chưa? Dư tiền được chưa? Đã đi lấy. Chạy anh lúc mù mà. Anh Giang vào trong nhà uống nước đi. Vâng. Giờ có máy thì không biết làm. Anh phải đợi. Đấy, thu sạch đi. Vâng. Thì nữa anh gọi anh Trung lên đây xong là xem để thanh toán hôm anh Trung chở polo với cả mấy cây sắt nhá. Vâng. Ừ. Xem là hết bao tiền để anh lấy cái tiền của anh Đức Quang lần trước làm cái mái hiên, như là anh Đức Quang giúp em là 2.500.000. Vâng. Một cô giấu tên là giúp 1.500.000. Tổng là 4 triệu nhá. Nguyên cái mái hiên. Còn cái nhà bếp là của cô Kim Anh, là cô giúp là 8.700.000. Cô gửi cho anh là 9.200.000, mà cô cho anh 500.000. Còn đâu thì giúp em làm nhà bếp. Đấy, cô cũng nói rõ là như thế với anh nhá. Thì anh đã ghi vào sổ hết rồi. Là chi tiêu cái gì thì hôm nào làm xong mái hiên thì làm nhà bếp này sau. Hai máy khoan vẫn không được à Báo? Mà có cái tê thấu chỗ này mới lấy được. Nhưng mà cái máy này là còn nên phải không? Thế cái nào ra khói? Cái này ra khói. Cái kia thì được phải không? Cái này thì được. Thế không tháo được cái mũi khoan này ra máy kia. Vâng. Được rồi, để anh tháo cho. Đây. Cầm máy quay. Nghe không có cái tê này à? Vâng. Bây giờ biết làm nào. Đây đây, rút điện ra chưa? Rút rồi. Chặt quá. Chặt lâu. Ok. Được chưa? Được rồi. Đúng không? Ê tủng nhỉ. Tháo đây, anh tháo nhanh không? Nhanh rồi. Nhanh nhỉ. Đây cất cái này đi, cuốn gọn vào đi. Mai cho ra bệnh viện. Cả thôn Lũng Buông với Lũng Cáng thì có hai cái máy khoan thôi. Một cái mượn bên Lũng Cáng từ sáng, hỏng một cái là mượn sang bên Lũng Buông. Ô, sao vậy? Này lạnh rồi. Lạnh á? Em bổ lại được bây giờ. Không phải. Cái lỗ á? Cái lỗ này hoàn lạnh. Không sao, thì mình bắn chéo vào được mà anh mà. À, mình cũng khoan vào tường nữa mà. Vâng. Hôm nay không có gì tiếp anh Giàng rồi nha anh Giàng nhá. Nay có cái là món thủ lợn thôi. Hay là cũng báo chú đáo lắm rồi. Lao được chưa? Muối đâu? Chân nhá, biết chân. Lùi ra, cuốn lùi ra đi, khia đi, nhanh, đi vào nhà đi. Tránh các bác làm, đây các bác đang làm sắt ở đây này, tí rơi vào đầu đấy, bảo nó đi vào trong nhà chơi đi. Ở đây điện đóm các kiểu nguy hiểm lắm. Thank you.
xuống luôn với cả xuống thân. Đây có nở với vít hết rồi phải không anh? À đây, có đây. Đấy, bắn vít này vào tường là quá chắc rồi. Sau này báo vẫn phải lấy một ít xi để bịt cái đầu này nhỉ, anh Giàng nhỉ? Vâng. Nước nó đỡ bị thấm vào ấy. Thấm xuống theo tường này. Con này nanh dài rồi mà bám mà. Vâng. Nhú này rồi. Khoảng 2 phân rồi đấy. Vâng. Đấy, tí cái luộc lên. Xương là nấu canh. Vâng. Nấu với canh rau ngót nhỉ. Nhà còn rau không? Rau bí với rau ngót. Thế là cái rau ngót rồi nhỉ. Không đi lấy, đi lấy hoa bí các kiểu ấy về làm canh. À, ở vườn có không nhỉ? Nó nát nó tàn đấy rồi. À, có không đâu, ra đây xem nào. Hái một nắm về nấu canh là được mà. Trần nắm tàn. Hôm trước anh đi qua vẫn còn nhìn thấy đầy mà. À đây vẫn có đây. Ui đầy đây này. Ui cẩn thận. Đấy, cái này hoa đực rồi mà. Cho cả một ít ngọn non vào nữa là được. Không có quả bí nào nhờ. Đâu, quả bé đâu. Hôm qua em thấy có rồi đây. Đây lấy cả ngọn cả hoa đấy. Em cứ để này nhá. Vâng. Tầm này phải không? Ừ. Được quả đây kiếm đó. Được quả to hơn càng tốt. Thế ai lấy rồi? Ờ Trung ơi, tí vào đây để ấy nhá, tiền nhá, thanh toán tiền nhá. Thế này có nhiều hoa lắm. À đây này, quả bí đây này. Đấy, bí này nấu canh thì quá ngon rồi. Tìm được khoảng 2 quả này thôi. Đây em cầm luôn này. Đấy, hai ít hoa nữa thôi, cho ít ngọn nữa. Đủ một bát canh là được. À, xương này nấu với canh rau bí thì quá tuyệt vời rồi. À. Có, bí đây. Bí này tí để bóp ra cái là cho thả vào canh xương. Cho vào chỉ có cái bí đi. Lấy cái nóng riêng nha. Thank you.
có mà hết. Chú có thể chờ ạ. Chờ đi thì chú có con không? Cảm ơn. Chờ để mình cảm tạ. Em vừa đi lên trên đấy à? Nhà anh lừa à? Ở trên đấy bây giờ họ đang dỡ nhà ấy, nên là vướng, nên là anh vừa dắt xuống đây mà. Ẩm thực áp báo. Cô tu đánh lên chỗ nhà bác Phù. Nóng quá. Ở nhà báo phạt đèn. Đây chúng vào đây, xong bảo báo vào đây. Báo ơi, luộc cái đấy đi xong vào đây. Để xem cái tiền mấy tấm cũng lợp với cả sắt vào đây. Để giả luôn cho anh Trung. Trung gọi báo vào đây. À báo ơi. À báo, nhà mát thế em nhỉ? Chưa nay xin giấc chưa? Trưa nay ăn cơm đây luôn. Trưa nay em ăn cơm đây luôn. Chắc thì đứa về. Thế là thợ ai làm đấy? Ai làm máy? Đâu mấy anh em giúp nhau làm thôi mà. Nó dư đây, em trai của báo ấy. Vâng. Anh chú em bác. Ê, anh Giàng, à, anh Giàng này bảo là sang giúp, hôm nay cũng rảnh bảo sang giúp một buổi sáng. Báo. À báo. Đâu tiền vật liệu kia thế nào? Chú báo. Anh giả luôn cho Trung luôn. Quang cảnh đẹp này, báo nhận. Bình thường đâu anh ạ. Nhìn thấy núi đất thứ hết rồi. Đâu cho báo xem được chứ. Không, anh cứ xem qua đi. À báo rồi, vừa rồi xem qua hết rồi. Thì nữa cho xem lại một lần nữa. Bởi vì những cái này thì bởi vì tiền cái chuyến mà em lên đây thì em chở kèm cho anh. Chở kèm cho thôi. Tổng là 2 triệu 7 đấy à? Ừ. Chứ hơi xấu một chút. Trước chắc lưu ban phải không? Có bị lưu ban lớp nào? Có chứ. Bị lưu ban cho nên giờ phút này vẫn như thế này à. Thế 2.790.000 à? Giờ phút này vẫn đúng không báo? Cái trắng. Không đấy, báo đi cùng em phải không? À báo có đây, à báo xe đi. Xong về sau báo lại mua thêm, hôm nay lại mua thêm mấy cây sắt nữa. Nhưng mà tới hết hôm nay thì chả hay quá. Hôm qua hai vợ chồng rất cứ đi vác à. Nhưng mà có mỗi bà cây sắt mà nhẹ, bà cây sắt thôi. Thế bà là hôm nay trở lên luôn để làm luôn đấy. Nhiều lúc đôi lúc cái xe nó không tiện chuyến, nó lên phải có chuyến lên thì mình mới kèm được. Còn bảo là một chuyến xe lên đây chở với ba. Thế bây giờ anh cứ giả cái tiền 2.790.000 à? Vâng. Thì anh giả cho anh Trung nhá, tổng số tiền em được giúp cái mái hiên này có em Đức Quang là giúp 2.500.000, với một cô giấu tên là giúp 1.500.000 thôi, là tổng là 4.000.000 thôi. Còn nhà bếp kia thì riêng. Anh giả tiền vật liệu cho Trung trước đấy nhá. À. Xong còn thừa thiếu đâu thì còn bổ sung vào làm nhà bếp để anh không đưa lại cho em nữa. Em có mua thêm cái gì không? Thì nếu mà mua thêm mấy cái sắt kia thì em có tiền không hay là thế nào? Hay là lại đi vay tiền người ta về thôi phải không? Mua sắt ở đâu anh không? À. Mua thêm mấy cây này này, thiếu. 4 cây thiếu kìa. Đấy, có gì thì cứ nói luôn anh ơi. Có gì đâu. Thế đi mua sắt này anh hỏi thật là đi vay tiền hay tiền nhà em có? Đây là em đi vay tiền. Đấy, à. Thế là muốn lấy cái tiền này đi giả phải không? Vâng. Thế thì nói luôn chứ. Còn giấu giếm cái gì? Giấu giếm từ lúc anh ước đâu. Không, không ở đây lại ngủ, suy nghĩ ngủ không được thì mày tóc lại đâu. Đây giả Trung trước này. 1.000.000 này. Đấy áp báo đến. Đấy báo đến đi. Đến mà. Nhiều quá áp báo đến đi. Bảy trăm này.
2 triệu 5 này, 6, 7 này. Đây Trung, tiếp đi. 790, à đây đây. Đấy, 100. 2 triệu rưỡi này, 8 triệu 7 này. Đúng không? 790. Rồi, ok, đây. Rồi. Đây, đây là quen đoạn của anh mà. Thế ông Báo mua cái sắt kia bao tiền? Sắt kia đi hết 1 triệu 2. 1 triệu 2 cả. Thế thì anh đưa cho 1 triệu 2 đấy nhá. Thế là anh đưa cho 1 triệu 2 để đi giả người ta nhá. Vâng. Xong còn tiền còn thừa còn lại thì anh để lại để con giúp làm nhà bếp nhá. Thì không đưa cho em nữa, biết chưa? Vâng. Ừ, còn làm nhà bếp thừa thiếu nào thì anh sẽ tính sau. Còn hôm nay tiền đồ ăn kia thì coi như anh giúp em thôi nhá. Không tính tiền đấy. Đó là 200. Cái gì đấy? 10.000 đồng. Thôi 10.000 to luôn. To luôn. Đấy, đấy, không lấy 100 thì đưa thì lấy. Đấy, tâm đi. Tiền đi giả. Trung định bù lại anh 10.000 à? Hả? Định bù lại anh 10.000 à? Ừ. Anh bảo con nó bao luôn. Bọn nữa thì chiều chiều đi qua nhà và quán nước nhá. Cầm đi 10.000 thôi. Em xin nhanh thôi. Ừ, thế là xong nhá. À, báo nhá. Đấy, cái đấy thì gọi là tiền xe lên thì kèm lên cho thôi. Không phải là lấy cước kiếc gì. Còn hôm qua bảo gọi bảo 3-4 cây sắt thì kia thì phải là tiền chuyến lên thì mới trở giúp được. Chứ còn bảo là đánh hẳn một con xe lên chở mấy cây sắt thì chắc là không ai lên được. Vâng, vâng. Phải nói thế. Anh không nơi. Anh ở đây ăn cơm đã xong về. Đấy nhá, em về trước đây. Nhá, đi ăn cơm nhá. Em về đây. Về chiều còn đi chở hàng. Ăn cơm thì dám muộn đấy. Không mấy anh em đâu mà. 4 5 người thôi mà. Anh Thắng đây trên nhà anh Lử rồi. Anh vừa gặp anh mà. Bán từ đây ra. Đấy, bán từ đây ra. Thì sau này em mới để củi này phơi quần áo ở đây. Thoải mái sạch sẽ nhỉ, đi lại các thứ thì đỡ mưa thôi. Anh Giang, mấy anh em làm xong nhá. Làm xong chém kiểu á. Về nhà Báo ơi. Đi ăn cơm á. Thôi để hôm nào ra Báo ơi. Ăn cơm nhà anh đó. Thôi đi. Đi hụt rồi anh. Không phải hụt mà là nó đang bị chênh sợ. Đào ra ngoài quá. Vào trong này quá. Báo khoan trong đấy làm gì ấy? Khoan em để làm để dọn gối ấy, để xà phòng tắm này. À, làm cái giá để xà phòng tắm các kiểu dầu gội gì? Vâng. Đâu đây? Cần chắc vào chỗ nào? Đây. Quay luôn đấy. Lưới. À, trực tiếp à? Cẩn thận nha anh nha, anh Giàng nha. Chú làm quen, chú làm đi. Chú làm không có công tác đâu, đấu thẳng luôn. Đến này cẩn thận đấy, cắt tránh mặt ra. Máy thì quen. Thank you.
kia là ớt à bà? Ở đây là ớt. Ớt khô chấm. Tài liệu đã được chưa? Dù. Em lật chưa? Chưa. Tí lật đi, nó chín hẳn đi nhé. Cho cả xương vào đây cùng luôn à? Vâng. Đấy, tí thả rau vào làm canh nữa là được rồi. Cứ cho nó sôi một tí nữa nhé. Ừ. Cho bếp vào, mạnh vào. Tí chắc anh Giàng bây giờ bắn cái kia tí à. Chắc chiều là mới lập được. Chiều anh không ở đây được rồi. Anh ăn cơm xong cái là anh phải về có việc luôn nhá. Thế cứ làm đi, làm xong là anh lên. Đây bắn kèo này quá chắc chắn rồi. Không sao đâu, lại thò một tí. Không sao đâu mà. Nhưng mà nó lật phù lù, nó méo à. Méo mà. Lật nó không vương với nhau mà lật đến lúc chéo một đầu nó không. À, bên gãy nó đã giò. Bên gãy nó mà. Đấy. Kèo kia phải theo cái kèo nữa. Có nghĩa muốn cho nó đều thì thế thì đào lại cái lỗ này là được phải không? Đào thụt một tí là được à? Đào cái này một tí. Ờ, cho thụt vào đầu kia phải không? Thụt ra. Thế báo? Đào luôn, để tí đổ luôn để cho chiều nó chắc rồi mình còn trèo lên đấy. Bắn vít cho dễ. Thao được tí đi. Thao được đi, tặng quà. Đấy, cứ nhìn mép này. Đây là nó phải ở đây, đúng không? Hay là cái này bàn đó. Ừ, đấy đúng đấy. Đúng đoạn này luôn. Ừ. Đấy, đây, tôi dép anh này, đấy. Trước bên này. Lạch phải không? Người ta bước cầm bánh trước. Không kê đâu. Chú ơi tìm cho một cái hòn than tí nữa vạch. Đây này. Cái đinh bê tông này này. Tí để vạch. Đánh dấu. Chạy có mà. Cái này thì để vóng phải không? Lấy nước này thì cái vòi chú phá kia phải nâng thêm một tí nữa. Chân đấy, nâng cái chân lên một tí nữa. Mấy nước tổ. Ghế kia. Bàn đấy chắc mà, táo chỉ đứng thẳng lên là được. Thấp này nhảy một cái là xuống luôn. Nhớ đi hơn nữa, nước tận đấy được rồi. Theo anh lên 20 phân nữa. Mà ta càng cước thì sẽ sai à. Nước lên đến đây rồi. Cái này được. Được chưa đấy. Xóa to rồi. Đợt nữa. Ú, có lẽ phước kìa cho. Cứ để thẳng. Khả năng là vẫn lên 2 phân rồi. Vẫn thấp hả? Vâng. Dưới này á? Ừ. Thế vạch luôn. Không, trên này nó đã được nó mà vạch. Căng cương khá xa lên. Hay là căng cương? Căng cương thì cột. Cái này không thì đặt luôn cái xà đấy, cái xà ngang nó bằng hết là được anh nhỉ. Không đánh dấu vào xong cắt là được. Đúng rồi. Cái xà đấy dài 6 mét cơ mà. Ừ, thế đấy, lấy xà về đi. Lên trên này thôi. Tí được. Tí. Nó vẫn nối mà. Ờ, nối vào. Xong mình cắt được cái cột đấy là được mà. Rồi, làm phương pháp đấy. Cho nhanh.
cương với xả cũng như nhau. Cố gắng buổi sáng nay là do trục trặc về bên máy móc nhiều quá nên là hơi muộn. Giờ này xong rồi. Thôi không sao, chiều làm được. Nhưng mà cố gắng là làm xong cái cột này để đổ luôn bê tông nó cứng luôn. Bê tông có ở kia rồi. Nó hai cột mà. Vừa đấy anh ạ. Lọt luôn. Lọt mày tí nữa. Chắc được rồi đấy bác. Được. Lâu rồi mà. Đợi anh Giàng đang chôn nốt cái cột. Tranh thủ à. Nấu ăn luôn. Đấy. Chắc mình ăn hết một nửa thôi, một nửa để tối. Tối mấy anh em còn giúp mà. Nhỉ? Em cứ để bàn đấy. Còn xương này thì cứ ninh lên cho nó dừ vào. Tí nữa thả rau bí vào sau. Đấy em cho muối vào đây tí nào chưa? Em hỏi vợ xem. Chưa. Cho à, ít. Luôn nhỉ? Cho muối với bột canh vào đi. Phần này rất được rồi. Phần mỏng quá. Cần cá mịt chín không? Thông mình chỉnh đi cho sau. Hết rồi nhỉ? Lúc nào cho xuống cho sau. Hả, cho rau bí này vào chưa? Cho bí này chưa? Chưa, chưa. À, chưa. Ừ. Tí này sơi ra thì vẫn dài thôi. Ninh xương đó. Được. Để bằng nguội đó. Nhiệt thái. Cho 4 đĩa đấy báo ạ. Tí bằng 2 mâm. Để mới pha bền tuốt xem. Tao bền tuốt. Bé lụa. Anh nhìn vừa lên tóc. Vâng. Rất thích, thái to rồi nhỉ. Miếng này là cũng to rồi đấy. Không thích thái, thái bé rồi. Này chín chưa? Sợ dày quá sao? Không thì thả xuống canh một tí đi bác. Vâng. Cục dày này đi thả lại nước sôi. Thank you.
không anh cái này đảo luôn rồi. Gió bay nha Báo nhé. Vâng. Chêu em Báo tí. Thế to mới gắt chúng nhỉ. Cái này để lại này. Vâng. Thôi lấy thế rồi đây rồi. Không biết là đuổi anh Giàng với em Dư làm xong chưa? Dựng xong rồi Dư? Còn một cái cột kia chưa có xi. Cho xi vào nữa là xong rồi. Em Táo vừa đi lấy xi à? Ông này có bé quá. Ngon nha. Cho một âu to, hai âu bé Pháo ạ. Cho thêm một âu đi. Không thì lấy bát loa kia đấy, bát loa kia là được mà. Bát nhựa ấy. Đấy, cái đấy là được. Lần trước có cái bát inox này mà, vâng. Nhiều mà phải không? Vâng. Đi đâu hết rồi? Vâng, trong nhà này thôi mà. Rồi, rồi. Sau thì dùng cái bát này thôi. Đấy, để đấy, nóng rồi. Để. Hai bát được rồi nhỉ? Hai bát được rồi. Thế hết thì múc tiếp. Cho canh vào. Đấy, quả bí non này mới ngon này. Bê đi nhỉ? Lấy mâm bê không sợ nóng ấy. Mâm để thịt bên kia rồi, bê ở như này thôi. Được rồi. Đổ xong cột đấy rồi gì anh Giàng? Đổ xong rồi. Giờ chỉ có chiều đặt xà nó là lật được. Đấy, rửa chân tay ăn cơm đi anh ơi. Đôi trẻ con đói ăn trước rồi đây. Cho nó ăn trước đi. Hả? Không có xà.
Vâng, vừa đi đâu về? Vừa đi đâu về? Chiều ở đây giúp anh Pháo làm nhá. Không, chiều anh Pháo lại sợ anh Giàng không giúp được thì em phải ở đây đấy nhá. Lập anh chiều lập. Chiều lập đây mà. Khá có thợ bắn ở đây hết rồi. Anh Giàng chiều có bận gì không? Có, chiều hổ nốt là Pháo. À, thế chiều anh ở đây giúp được gì? Vâng, thế tốt quá. Chiều em lại phải về. Về để lên Su Phì. Tí em đi về cái là em đi lên trên đấy luôn đấy. Tổng hôm nay lên đấy là mát đấy. Su Phì cao. Thế coi như hôm nay là anh giúp được thế là quá tốt rồi. Báo nhá, phải cảm ơn anh Giàng nhá. Được rồi, em phần đấy. Tí mời anh Giàng bốn chén đầy. Đấy, anh phải ở nhà thôi nhưng mà anh sang đây giúp là tốt đấy. Mùa này hôm nay thực ra là ở trong làng cũng trùng mấy cái mùa làm. Anh Giàng hôm nay là nhà anh Lử ấy, cũng giới nhà, thế này trùng vào nhà anh Lử, anh em lên đây giúp hết rồi mà. Trên đây đông người như cả thôn lên giúp mà. Ngồi đấy anh Giàng, anh Ngước, vâng ngồi đấy. Đang ngồi đây anh ơi, nên mấy anh em vào ngồi ăn cơm đây. Chứ làm luôn. Nóng thì nóng nhưng mà vào nhà nó thấy rất mát nhỉ. Mày tập tôn chống nóng đấy, không thì giờ này không ngồi được quá. Vân lấy đũa chia đi. Vâng. Quả thì mát đó. Quả thôi. 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 Quả chắc phải lập từ ngoài này vào. Đúng rồi, lập từ ngoài này vào. Từ bên này có khi để nó vùng ấn động xấu. Bên ngoài này nó cũng lệch. 30 tấn thì đồng đến trên này thì còn nữa. Chiều anh em cứ nghiên cứu làm là hợp lý là được. Vâng. Chú có 4 đứa không phải chứ? Em 3 đứa mà. Đứa này có trong này là... Ông Nhu Thắng. Vân có uống rượu không? Ông Nhu Thắng. Dạ cũng. Chén. Tưởng không uống. Chén của anh Ngước anh. Đây chén anh đây. À, mời anh Giàng nhá, mời Dư nhá. Cảm ơn anh em nhá. Vợ chồng chú Pháo nhá. Buổi sáng là chả giúp được gì anh. Chiều lại giúp nhá. Nhưng mà buổi sáng này Dư chuẩn bị anh em rể ra nữa là nhà. Đây là cảm ơn anh nhá. Sáng này là chậm mà khoảng máy móc quá không thì cũng ấy à, nhanh rồi. Thôi anh em dùng đi, tự nhiên đi. Ăn cơm nhỉ? Mời các bác ăn cơm cùng gia đình em Táo. Hôm nay là được anh Giàng, em Dư là sang giúp. Thôi cũng mời các bác ăn cơm cùng gia đình chú Táo.